Thank you.
làm lại cái nha, mẹ làm lại cái nhà cho. Thôi. À, đang còn cái nhà chuối mẹ đang phơi trên tầng nữa. Ừ, hôm sửa rớt ra bẩn, mẹ đang giặt, đang phơi. Ờ, biết hả? Rồi. Cho cái bông vào đây. Không, con đừng chui vào. Bé. Này, cho hai em nằm ở đây tí đã nhé. Mít ở đây, nằm đi mít. Từ từ. Rồi, nằm im. Nằm lên đây, nằm im nào. Con nằm ngửa ra. Đúng rồi, nằm ngửa ra. Bé, con... đi mẹ xem nào. Rồi con chui ra đi. Cứ chui vào thôi. Tóc kìa, gì tóc kìa. Bé ơi, mẹ bảo này, con sắp đi học rồi. Thôi đừng chui nữa. Bé Diễm sắp đi học rồi nhờ. Bé ơi, mẹ hỏi này, con đến trường là có ai nhỉ? Với ai nữa? Cô giáo. Đúng rồi, có cô giáo, có các bạn nhỉ? Đi học rồi. Đó, hai đứa đang chơi này. Hai đứa đang chơi game này. Con thấy em mặc cái bộ này có đẹp không? Đẹp hả? À, đây, để mẹ tập thể dục cho em nào. Em mít nằm im, phải tập thể dục cho. Tập thể dục. Mẹ nằm im để mẹ tập thể dục. Im bé, ngồi im đi để mẹ tập thể dục. Đấy. Tập thể dục nha. Tập thể dục nha. Ca nhìn mẹ tập thể dục cho em nha. Cho tay chắc khỏe này. Đấy. Nhìn em dễ thương quá nhờ. Em dễ thương quá, nằm im nha. Này cái tay này. Đấy. Nào chứ con có chui ra không để cho em mít với Kaka vào nằm không? Hả? Ca nào để mẹ tập thể dục cho Ca nào. Hả? Đi, đi ra ngoài đi để mẹ cho em mít vào xem em có vào không nào. Con đi ra ngoài đi. Cứ chui vào. Chân. Rồi. Từ từ đã. Bé ơi. Em đưa vào em đã. Em đưa vào một cái em đã. Một tí thôi nha. Ừ. Em trả cho. Để cho em chui vào một tí rồi em trả. Lại đây đi con. Con ngồi lại đây. Ừ. Cái tay. Áo đẹp quá, áo em mít đẹp quá nhỉ. Đi ra ngoài chơi đi. Mẹ vừa vào là cứ xào vào lòng mẹ thôi. Mít sang vào đây chơi nào. Vào đây chơi. Đấy. Được chưa? Rồi cho cái này cho em chui, em chui. Em đưa một cái bả cá đây. Ừ. Biết nào. Con phải chui vào đây chứ. Đây này. Đây chui vào đây. Rồi, ôi giời, như một cái giường rồi nhỉ. Đẹp nhỉ. Cho lên đây nằm. Hả? Em ơi. Em ơi. Hình như em mít buồn ngủ rồi đấy. Có cách nào mà ru em được chứ? Ai? Con hả? Con ru em ngủ hả? Để mẹ ru cho, để mẹ ru em mít ngủ nhá. Ca nhá, để mẹ ru nhá. Hay là Kaka ru em ngủ nào. Kaka lúc đầu để ý lên cái đầu cái tóc của em đấy. Đây.
Không có cái đâu. Lông người phải tốt rồi này. Đúng. Xem cái tay của em nào. Đi ngủ đi. Bé đi. Mẹ ơi, anh bật qua kìa. Bé lại đây làm với mẹ bé. Đây này bé, bé, ca thì xem đầu em mít, con thì xem đầu ca ca, mẹ xem đầu của con, đấy, tí làm sao đây, cho em mít với ca ca nằm đây tí thôi, cứ chành, nằm hai như đây, à đây đây, nhìn cái mặt của ca ca mẹ sẽ xóa nếp nhăn cho ca ca nhá, nào mẹ mát xa mặt cho nào. Đúng rồi, để mẹ massage cho hai đứa đi. Đi. Mẹ, mẹ.